Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời hỏi chấm 1 sách giáo khoa trang 55 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta là tìm ước chung lớn nhất của 12 và 30. Vậy thì phương pháp làm là chúng ta sẽ đi tìm ước của 12, ước của 30. Sau đó là chúng ta sẽ đi tìm ước chung của 12 và 30. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chọn ra phần tử lớn nhất trong tập hợp ước chung của 12 và 30. Thì đấy chính là ước chung lớn nhất chúng ta phải tìm, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô và các bạn sẽ đi vào lời giải chi tiết cho bài tập này. Đầu tiên, bước 1 là cô sẽ đi tìm ước của 12. Ở ước của 12 thì sẽ bao gồm các số mà 12 chia hết từ 1 đến 12, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm các số mà 12 chia hết cho cái số đó từ 1 đến 12. Thì gồm số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4, số 6 và số 12, đúng chưa ạ? Rồi, ước của 30 thì chúng ta cũng đi tìm các số mà 30 chia hết là 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 6 này, 15 này, 10 trước đúng không ạ? 10 này, 15 này và 30. Đó. Rồi từ đây chúng ta sẽ đi lập ước chung, suy ra ước chung của 12 và 30. Ước chung của 12 và 30 là những phần tử mà có xuất hiện ở cả hai tập hợp này, đúng không ạ? Thì bao gồm là 1 này, đây các bạn nhìn thấy 1 chưa? 2 cũng là ước chung này, 3 là ước chung này, 6 là ước chung. Đấy, chúng ta có tất cả 4 ước chung. Rồi để tìm ước chung lớn nhất thì các bạn chọn ra phần tử lớn nhất trong tập hợp này. Vậy thì 6 chính là phần tử lớn nhất trong tập hợp ước chung. Vậy thì 6 chính là ước chung lớn nhất của 12 và 30. Suy ra ước chung lớn nhất của 12 và 30 chính là bằng 6. Đúng chưa ạ? Rồi vậy là cô vừa hướng dẫn xong các bạn trả lời câu hỏi chấm 1. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.